Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới có tên là For Honor. Thì trong những ngày tiếp theo mình sẽ quay tựa game này. Và đây là tựa game đang cho beta trong khoảng 3 ngày gần đây. Thì có lẽ nhiều bạn cũng đã có thể chạm tay vào tựa game này rồi. Thì mình đã bỏ qua cái phần cơ bản là tập luyện. Thì giờ mình sẽ tập trung vào cái vấn đề chính, đó chính là kỳ cuốc trong game. Thì hiện tại mình đang chơi với bằng cái tay cầm. Cũng khá là ổn, cũng không đến nỗi nào. Nói chung thì vừa đủ chơi. Và hôm nay mình sẽ quay đủ các thể loại đánh của cái game này, gồm 1v1, 2v2, rồi 4v4 gì đó. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu với 1v1. Thì cái tựa game này hiện tại đang có 3 cái trường phái lớn nhất, đó chính là Samurai, Viking và Kỵ sĩ. Thì hiện tại mình đang tham gia vào trường phái của Samurai. Tuy nhiên là khi bạn đánh, bạn chọn tướng thì bạn vẫn có thể sử dụng tướng của Viking, hoặc là tướng của Samurai, hay là tướng của gì đó. Nhưng mà tới cái cuối mùa thì nó sẽ sắp xếp theo là tướng nào ai sử dụng nhiều nhất, và nó sẽ cộng điểm cho các tướng. Những cái mình đều để bên góc phải, nó sẽ đều là những cái thành trì mà mỗi trường phái đã có. Hiện tại là như là bên Viking thì vậy là đang có 19, và bên Samurai đang 20, và cuối cùng là Kỵ sĩ là 21. Thì nó sẽ được cập nhật liên tục, và sau mỗi trận đánh thì đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi 1v1 trước đi. Thì hôm nay mình sẽ tập trung một con tướng trước đi, là những tên tập sau mình sẽ làm những con tướng khác. Sẽ còn nhiều ngày mà. Vô mấy đứa ơi. Hiện tại là mình đang chơi cái game này với kẹt GTX 1060 và chip 6700, cũng khá là ok. Và mình thấy là FPS của game này cũng không quá là thấp, mặc dù là mình chỉnh Ultra. Trong này không nó gọi là Ultra mà gọi là Extreme setting, thì mình cũng được khoảng 70 FPS trung bình. Cho nên để coi như thế nào. Cũng mong là thắng cái trận này, tại vì cái này đánh cũng khá là khó. Còn phải né đánh cái kiểu nữa. Cái này cũng khá giống Liên Minh Huyền Thoại chứ. Best of 5 đánh 5 trận. Này thì ôi. Ê, cái game này mà dùng cái tay cầm nó hơi mệt. Ơi, mém nữa mình dùng cái chiêu kết liễu được luôn rồi, nhưng mà mình bị cái mình đi hơi sớm, mình bấm hơi sớm quá. Gì đây? Bị gì đây? Đang thằng kia out game rồi. Thằng kia out game rồi, bây giờ nó sẽ thay thế cho mình bằng bằng một con boss. Thằng kia nó out game mà hàng kia nó bị nó xin trận đấu lại. Con này đánh khá là ghê đó, AI đánh còn kinh hơn cả người nữa. Ơi, nhưng mà mình đánh lẹo quá, chưa kịp kiểu như các bạn, khi mà bạn đánh khúc cái pha cuối cùng á, là các bạn phải đánh là sao mình khi kiếm cây thương nó vẫn còn dính ở đó, thì bạn mới kích hoạt cái mà chiêu kết liễu được. Thì bấm vuông hoặc tam giác là nó sẽ kết liễu thôi. Ôi giống. Sao đánh cái này mình thấy nguy hiểm quá ta. Ôi. Yeah, thắng rồi, mừng quá. Tính ra trò này đẹp lắm luôn ấy chứ. Takedown 3-0, thắng 3 trận thắng liên tiếp. Rồi ok, ngon rồi. Không có cái gì để lấy luôn, chán vậy. Nhưng mà có kinh nghiệm không? Có chứ, có tiền. Để mình quay trở lại với World Map. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh 2v2 và sau đó mình sẽ đánh 4v4, ok. Vô luôn. Chuyển đây mấy đứa ơi. Để mình phải tìm phòng nữa, tại mình đánh với người chơi khác.
đây. Nhưng mà những cái đánh duo như thế này á, duo với pro thì chúng ta không thể nào kiểu như là không 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 có mấy con creep đánh phụ cho mình. Nhưng mà bạn đánh đánh 4 với 4 á, đánh kiểu như trận chiến lớn á, thì sẽ có mấy cái con lính nữa, thì lát nữa mình sẽ quay cái khúc đó cho bạn coi. Cũng khá là hay. Giờ phải đợi chúng nó rồi set đồ nữa. Hoặc là chọn kỵ sĩ. Try the Warden. Nói chung mình sẽ thử từng con trong những cái tập tiếp theo. Đây, chúng ta đã có hai team đánh với nhau. Mình là team màu cam, còn bên kia là team màu xanh dương. Versus. Vô đi, sao lâu vậy? Game này bị cái dạng đang server đang có vấn đề lắm. Cho nên nhiều lúc bấm gì mà thôi mình không vô là không vô. Không vô luôn. Đừng nói không vô thiệt luôn nha. Vô đây. Cái này mình chỉnh có hơi quá người ta. Vô nè. Sắp lá cà. Mình không hiểu tại sao lúc mà mình chơi 4v4 thì là FPS rất là ngon. Mà trong khi đánh 2v2 hoặc 1v1 là lại có vấn đề. Ơi này căng đét nha. Bên mình màu cam để mình kiếm thằng xanh dương đánh rồi. Nhưng mà vì các bạn có thể đánh trúng đồng đội nha, cho nên phải cẩn thận. Choáng rồi, choáng rồi. Đánh phải kỹ kỹ tí. Yeah. Đó là đồng đội, nếu mà đồng đội đánh trúng mình á thì vẫn có thể trúng, vẫn mất máu như thường nha. Ngon. Sure. Round 2. Best of five. Chặt đầu nè. Ê, cái này mình bấm cái chiêu này là nó không có chặt đầu rồi, nhưng mà nó chém xuống. Một bé đã lên dĩa. Anh tới với em đi. Nó đánh mình còn chưa mất máu nữa nè. Đang là, nếu mà mình thử lướt tam giác cho bạn coi ấy, thì ơi nó dùng skill gì á. Đây đây, tam giác đây, tam giác đây. Đứt đầu nha con. Má mình còn không mất máu nữa. Wow. Quá đỉnh. Chỉnh chó mod on. Round 3. Sẵn rồi, sẵn rồi. Cái này phải đánh kỹ nha, cái thằng này mập này mình không thích cho lắm. Ơi ơi, choáng rồi, choáng rồi. Tam giác chặt đầu tiếp. Chặt đầu tiếp. Ồ, có team mình xử lý luôn á, ngon vậy. 3-0. Samurai man. Samurai. Chất vải. Ngon vải. Ồ, chuẩn bị có bảo trì trong vòng 5 phút nữa để fix sổi game. Nobushi. Con này mạnh phết đấy chứ. Hello OB. Bạn đã lên cấp 3. Ok, để giờ mình sẽ đánh 4v4 nhé. Mình cũng không ngờ mình đánh nhanh tới mức độ vậy. Lên cấp 3 cộng có cho tiền nữa nè, có upgrade nữa nè. Nếu bạn upgrade đồ thì nó sẽ được thêm một số thứ kiểu như là đi nhanh hơn. Rồi để mình cho bạn coi. Ví dụ một số con nha. Vô con này đi.
Thì bạn customize đồ nó sẽ có bao gồm 1, 2, 4, 5, 6, 4 đồ. Khi bạn upgrade lên thì bạn sẽ thấy dưới này nó sẽ hiện, bên góc bên phải phía dưới nó sẽ hiện lên nè. Chặn này sẽ chặn cái đạn, chặn sát thương nó sẽ bị giảm đi, nhưng bị cái là được cái là bạn sẽ hồi sinh đồng đội nhanh hơn. Ví dụ gì, ví dụ như kiếm nó đi, kiếm thì ví dụ như defense tăng, nếu bạn dùng cái này thì cái defense, cái mà phòng thủ của bạn tăng lên, và khi mà bạn phòng thủ thì nó sẽ đỡ tốn stamina, thể lực hơn, nhưng mà bị cái là đam nó sát thương nó lại giảm. Thì mỗi cái này có nhiều cái khác nhau, và khi mà bạn nâng cấp nó lên thì nó lại khác. Upgrade lên thì nó sẽ tăng gì đó tùm lum la, sát thương hay là này nọ. Game này cũng có cái này cũng khá là hay. Nếu bạn nào sử dụng mua đồ thì bạn có thể mua được những cái gói như thế này, bạn sẽ được ra những món đồ xịn hơn. Ok, hiện tại là thôi, để mình tạm thời là mình chơi cái 4v4 cái đã. Whoa!
shield.